khi mình biết được thử thách tuần này đó là được gặp anh Nam Trung, mình rất là hào hứng vì lúc đấy mình sẽ được thay đổi cái diện mạo, khuôn mặt và kiểu tóc. Sau khi được nghe thấy thử thách là được gặp anh Nam Trung và được thay đổi diện mạo, tâm trạng của mình như vỡ òa lên. Đây chính là cơ hội mà mình được thay đổi, được làm mới mình. Bình thường mình đã đẹp rồi, bây giờ gặp anh Nam Trung chắc còn đẹp hơn nữa, ý sướng quá. Thực sự rất là hứng thú. Bởi vì mình con gái mà, nghe thấy làm đẹp là thích rồi. Sau khi thay đổi kiểu tóc và làm đẹp cùng với chuyên gia trang điểm Nam Trung, các thí sinh được chụp hình tại studio của nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng. Tuy còn bỡ ngỡ với việc tạo dáng trước ống kính, nhưng các thí sinh đã rất nỗ lực để thể hiện cá tính bản thân. Nguyễn Thắng chững chạc. Minh Thảo quyến rũ. Thủy Tiên dễ thương. Ngọc Sơn năng động. Huyền Thanh ngọt ngào. Năm con người, năm sự lột xác hoàn hảo, họ đã sẵn sàng để cháy hết mình trên sân khấu của bước nhảy ngàn cân